lại được thêm một miếng slime nữa. Hello, chị Kimber với cả Kim. Kim ơi, chị Kimber đố các em, chị Kimber đang ở đâu nè? Chị Kimber đang ở trong nhà tắm. Tại vì sao? Tại vì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái video mà chúng ta cần phải có rất là nhiều nước, cho nên chị Kimber mới ở trong đây. Có ai thấy bé bơ đâu không? Trời, bé bơ đi đâu rồi? Không thấy bé bơ luôn. Bé bơ ơi, bé bơ trốn đâu rồi? Sniper. Bé bơ trốn kìa các em. Các em ơi, thì đây là một trong những ý kiến mà các em muốn chị Kimber thực hiện rất là nhiều luôn. Đó là làm slime mà chúng ta cho rất là nhiều nước, cho nên chị Kimber phải cầm cái bồn tắm này đây. Thì các em có yêu cầu chị Kimber bỏ rất là nhiều kem cậu râu nè. Thì chị Kimber đã làm rồi. Những em nào mà chưa xem thì hãy vào trong channel của chị Kimber để xem nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu cái video này thôi. Đây thì chị Kimber có chuẩn bị một số đồ, ví dụ như là keo sữa nè. Tất nhiên là chúng ta còn phải có keo sữa rồi, nhưng mà đây không phải là thành phần chính của ngày hôm nay, cho nên chị Kimber chỉ bỏ ít thôi. Thành phần chính của ngày hôm nay đó chính là nước phải không nè. Và chị Kimber cũng có chuẩn bị kem cạo râu nữa, không biết chúng ta có nên bỏ vào hay không. Và ở đây chị Kimber cũng có borax nữa nè. Chắc là chúng ta phải cần rất là nhiều borax luôn ha các em, tại vì chúng ta sẽ bỏ rất là nhiều nước. Ok các em, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm. Bây giờ chị Kimber sẽ cho nước vào trong cái bồn này nha. Đang chảy xuống rất là nhiều nè các em. Xin chào Kimber. 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 Hello. Hi. Hi. Kem muốn tắm hả Kem? Muốn tắm không? Xô với Kem vô nha. Sợ rồi, bé bơ sợ không? Wow, Kem ơi, rất là nhiều nước luôn. Ok các em, bây giờ chị Kimber sẽ bắt đầu cho keo sữa vào nha. Không biết là chị Kimber sẽ phải trộn bằng cái gì, chẳng lẽ trộn bằng tay hả? Hay là trộn bằng chân đi. À, đây là bình keo sữa mới luôn. Chị Kimber sẽ khui cái bình mới này ra. Cho bao nhiêu hả các em? Cho ít thôi ha. Wow, các em nhìn xem, bây giờ nó giống như là khói ở dưới nước vậy đó. Đó, các em nhìn xem, nó giống như là khói luôn. Nhìn hơi ghê á các em. Tiếp theo là chị Kimber sẽ cho kem cạo râu vào nha. Trời chúng ta phải lắc lên nó mới có bọt á các em. Chị Kimber sẽ cho hết cho kem cậu râu này luôn.
Wow, quá trời luôn. Wow, các em hãy nhìn xem, chúng ta có rất là nhiều kem cậu râu luôn. Còn ở bên đây là nước. Chắc là nó sẽ rất là mềm thôi các em, bây giờ thì nó rất là thơm. Các em ơi, bây giờ thì chị Kemper sẽ trộn lên nha. Ô, quên nữa, chúng ta phải cho màu vào. Chị Kemper sẽ dùng màu xanh nha, chứ dùng màu đỏ ghê lắm các em. Cho thêm một tí màu hồng cho đẹp. Hình như cho màu hồng vào nhìn ghê các em. Ý, nhìn đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trộn lên thôi. Không biết là chị Kemper trộn bằng tay hay bằng chân nữa. Wow, rất là mềm luôn các em. Wow, mềm quá, giống như là kem vậy đó. Chuyển thành màu tím rồi nè. Wow, bây giờ cái màu nó đẹp quá các em ha, giống như là cái màu khói vậy đó. Rồi bây giờ chị Kemper sẽ cho bao rác vào nha. Không biết là nó có thành công hay không nữa. Chắc là chúng ta có rất là nhiều nước, vì thế mà chị Kemper không có pha bao rác nè. Nếu mà các em làm slime thì phải pha bao rác trước nha, tại vì cái này quá nhiều nước rồi các em. Pha một bịch luôn. Chắc một bịch không đủ đâu. Cho 3 bịch luôn nha các em. Bịch nè. Rồi 3 bịch luôn. Chắc là chị Kemper phải trộn bằng chân quá. Trời ơi, chị Kemper xém té luôn các em. Trời ơi các em ơi, chị Kemper xém té luôn. Tại vì nó quá thì trơn luôn. Ở dưới này các em toàn là keo sữa thôi cho nên nó rất là trơn. Chắc là chị Kemper không thể nào mà đứng ở trong cái bồn tắm này được. Để chị Kemper pha keo sữa vào cái chân xong trước đã. À, cái váy chị Kemper nó bị dính rồi.
dài á, cái em nó sẽ bị ướt. Mà cái váy này nó cũng ướt luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn. Ok, bây giờ thì chị Kemper sẽ chọn kẹo sữa bằng chân nha. Wow, mát quá các em, thích quá. Wow, không có thành công các em ơi. Nãy giờ chị Kemper chọn mà sao không có thấy. Chị Kemper cảm nhận thấy cái gì thế này. Hy vọng không phải là một con quái vật. Đây là slime này các em. Có một miếng slime ở dưới nè. Các em ơi, đây là một miếng slime mà chị Kemper vừa mới nhặt ở dưới nè. Wow, nó cũng khá dẻo quá các em. Còn tay chị Kemper toàn là dính kem cạo râu thôi. Chắc là ở dưới này cũng còn nhiều slime nữa, để chị Kemper tìm thử xem nha. Lại được thêm một miếng slime nữa nè các em. Vậy là chúng ta được hai miếng. Cái này giống như là cô tắm đang đi bắt ốc gì đó các em. Còn cô tắm thì nay thì đi bắt slime. Bắt slime về sẽ bị mẹ chửi. Một cục slime rất là to luôn. Cái này thì nó không tan ha. Các em ơi, vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã làm được một cục slime như thế này với rất là nhiều nước. Wow, các em ơi, chị Kemper bỏ rất là nhiều keo sữa luôn, nhưng mà chúng ta bỏ rất là nhiều nước, cả một bồn tắm nước, cho nên chỉ được có 1-2 cục slime nhỏ thôi. Lúc đầu là chị Kemper tưởng là nó sẽ không có ra slime, nhưng mà ra 1-2 cục cũng được ha các em. Ok các em, vậy là chúng ta đã biết nếu mà cho quá nhiều nước vào thì slime của chúng ta sẽ như thế nào rồi. Nếu mà các em muốn chị Kemper làm thêm những cái nguyên liệu quá lố nào nữa thì các em nhớ để dưới bình luận cho chị Kemper biết nha. Và cái video ngày hôm nay của chúng ta đã hết rồi. Bây giờ thì chị Kemper phải làm một cục slime trong, để vài hôm nữa chị Kemper sẽ quay phim cho các em xem. Các em ơi, chị Kemper cảm ơn các em rất là nhiều để dành thời gian để cùng chị Kemper và gợi ý chị Kemper làm cái slime mà cho quá nhiều nước nha. Các em nhớ gửi cho chị Kemper về video tiếp theo nha. Chị Kemper tạm biệt các em, yêu các em rất là nhiều. Bye bye.